tiên mà có tác dụng sinh cá dụng cao là thuốc bột. Nhớ nghe, rắn, rắn thì cái thứ đầu tiên á là có sinh cá dụng cao là thuốc bột. Được chưa? Bột trước. Bột thì phải học cho kỹ. Bột là gì? Cái đó là điền nha, định nghĩa nha. Tức là cái định nghĩa là hai điền lắm. Thuốc bột là những hạt nhỏ khô tơi có độ bền xác định với cái chữ đó điền. Rồi, xin cá dụng cho thuốc bột cao nhất đúng không? Bột, độ ẩm của thuốc bột nhiều. Đấy. Đấy, đó là điền. Rồi. Thuốc bột thì khi mình làm thuốc bột thì mình sẽ có nghiền bột đơn và trộn bột kép. Học thuộc đó rồi. Quy tắc nghiền bột đơn và quy tắc trộn bột kép. Học thuộc đó. Rồi, hai cái đó là chính trong bài thuốc bột. Trong cái bài thuốc bột nó còn có một phần nữa là ví dụ như đang làm bột mà nãy nó trúng lên cho nó lông não mà chảy lỏng á thì xử lý sao? Thì vào trời. Trong thuốc bột hàm lượng chất lỏng không được vượt quá 10%. Rồi nếu mà có chất lỏng là cồn là tinh dầu thì xử lý sao? Cồn thì đem cồn, tinh dầu thì cho vào sai cùng. À, không được ở đâu. Rồi qua bài thuốc cốm, thì tập bột vào đầu tiên, hai là cốm. Cốm là định nghĩa đề luôn. Cốm các bột kiểu nào? Cốm là những sợi ngắn xốp, hạt nhỏ xốp. Điền vô, mấy chữ đó là điền. Rồi độ ẩm của cốm. Cốm có những cái phương pháp điều chế nào? Ví dụ như cốm hòa tan á, thì người ta sẽ làm phương pháp phun sấy. Còn phần lớn là nó làm phương pháp gì? Sát hạt, hạt ướp. Hạt ướp, sát hạt khô, sát hạt ướp. Rồi các giai đoạn của cái sát hạt đó kể ra. Rồi hết thuốc bột, hết thuốc cốm thì tới bắt đầu bài viên nén. Viên nén. Đó, một, bây giờ mình không muốn làm nhé, một, mình đóng vô nang. Một, mình đóng vô nang. Vậy là mình phải học, tại sao mình đóng vô nang? Vì nó không có bền, mình muốn bảo vệ nó. Mình đóng nang để cho nó tác dụng, nó ở ruột, nó được tác dụng, nó kéo dài. Một, mục đích đóng nang, viên nang. Rồi phân biệt nang cứng, nang mềm. À, nang cứng, nang mềm thì đầu tiên là cái vỏ. Và cái thứ hai là cái cấu thuốc bên trong. À, nang cứng là cái cấu thuốc bên trong là chất trắng. Nó có thể là chất lỏng nhưng rất ít. Nhưng mà cái vỏ của nó thì hàm lượng nước ít, tức là gelatin và không có chất hóa dẻo. Rồi cái bên cái nang mềm á là cái vỏ của nó sẽ có chất hóa dẻo. Còn cái khối thuốc bên trong á thì nó là chất lỏng. Được chưa? Vậy thì học tiếp. Nếu mà là chất lỏng á thì nó sẽ kỵ với cái vỏ này. Như vậy người ta quy định chất lỏng nó không có được là hữu cơ. Nè, rồi chất lỏng đó người ta phải làm cho pH là nó dao động trong khoảng bao nhiêu để mà nó ổn định nha. 2.5 tới 7.5. Thuộc đó. Được chưa? Rồi khi mà uống vào trong cái dạ dày á thì cái viên nang là nó rã ra bao lâu? Thì không có phân biệt nang cứng nang mềm, thời gian rã của nó là mà người ta không có phân biệt cái gì hết trơn. Uống vô vậy thì vỏ nang nó rất là dễ rã. Vậy người ta hỏi là nếu mà nó khó rã là lâu, khó rã là vỏ nang nó để lâu. Hoặc là vỏ nang á là mà axit thì nó rã nhanh, nhưng mà nếu mà ăn không có cho axit là nó lâu rã. Tức là một cái sinh cả dụng những cái yếu tố ảnh hưởng mình uống thuốc nam vô. Rồi bây giờ mình không đóng vô nam mà mình nén cái khối bột nó lại. Việc nén như vậy là bốn cái tá dược. Nhớ ha, khi mà một cái khối thuốc đóng vào trong nam thì người ta hỏi là các anh chị các bạn quan tâm đến cái yếu tố nào, thì mình đóng vào trong nam mà thì mình sẽ quan tâm đến yếu tố là tá dược độn và tá dược trơn. Độn và trơn. Còn bây giờ mình nén thì mình sẽ quan tâm đến bốn cái tá dược: độn, dính, rã và trơn bóng. Rồi được chưa? Độ dính rã ở trên bóng. Độ là làm tăng cái khối lượng lên, người ta còn gọi là tá dược pha loãng. Còn rã tức là làm ấy nó đứt ra rã, thì rã nó có những cái cơ chế trung nở, hòa tan và sinh khí. Đấy không? Còn hòa tan, độ dính rã đúng không? Rồi dính là sao? Dính là làm cho nó liên kết lại. Thì nó có hai loại: dính khô và dính ướt. Dính khô tức là sao? Dính khô là nó không có bền, cái nước nó không có bền với những cái môi trường ẩm. Người chờ. Còn dính ướt tức là nó bền. Mà dính khô thì làm sát hạt khô, dính ướt thì làm sát hạt ướt. Chưa? Rồi, cái qua phần phương pháp. Thì phương pháp thì các chị các bạn học có ba phương pháp. Phương pháp dập thẳng, dập trực tiếp. Khi mà mình nói dập trực tiếp tức là mình trộn, mình đem dập á. Mà khi mình trộn thì mình nhớ ha, cái tá dược tìm vào sau cùng là tá dược. Tá dược gì? Trơn bóng. Tá dược trơn bóng được tìm vào sau cùng. Và trơn bóng được tìm vào sau cùng thì người ta trộn xong người ta dập. Thì cái đó gọi là dập thẳng thì dập trực tiếp. Và để dập trực tiếp thì cái cấu trúc của cái hạt tinh thể đó phải là tinh thể đều, nó là phương. Rồi, bây giờ không dập trực tiếp được thì phần lớn không dập trực tiếp được, thì phương pháp nào là thông dụng nhất thì trả lời là sát hạt ướp. Sát hạt ướp là thông dụng nhất.
con miệng sẽ mặt ướt, sẽ mặt khô. Những cái giai đoạn đó người ta sẽ hỏi giai đoạn nào sau đây không thuộc về sắc hạt khô, giai đoạn nào sau đây không có là phương pháp sắc hạt ướt. Ướt tức là mình phải trộn cái tế dược dính ướt. Nghe người ta hỏi là khi nào mình làm phương pháp sắc hạt ướt, bây giờ trả lời là khi nào cái hoạt chất của mình nó bền. Còn kháng sinh enzyme thì mình sẽ không có làm ướt, nghe không có làm phương pháp sắc hạt ướt. Rồi đó là bài viên nén, thời gian trả của viên nén trần là 15 phút. Rồi bây giờ tiếp, trong cái quá trình mà người ta làm viên á thì người ta sẽ chịu ảnh hưởng cái tế dược đó là nó phải đáp ứng cái tiêu chí gì, thì dạng viên là thứ nhất là nó phải có tính dính và nó chịu được lực nén, dính và chịu được lực nén. Rồi khi mà làm viên ra thì trong cái quá trình làm á là mình phải cân khối lượng và mình thử độ cứng, độ cứng. Rồi những cái viên nào gọi là viên đặc biệt, ví dụ như ta hỏi là những cái viên nào sau đây là nó không có bị chuyển hóa vào gan, tức là muốn vô nó đi qua gan thì cái viên đặt dưới lưỡi đặt có nha. Rồi cái viên sủi bọt nó khác với cái viên bình thường ở chỗ nào, tức là cái tá dược nó sẽ sinh khí và thời gian rã của nó sẽ là 5 phút. Rồi mình có viên rã nhanh, viên hòa tan nhanh, viên ngậm, viên nhai, viên ngậm nhai, tức là thời gian nó kéo dài lắm, có thể là đến 4 giờ luôn. Rồi qua hết viên nén thì mình bắt đầu tới viên bao. Vậy là thuốc bột gớm nè ha, nang nén rồi có viên bao bên tròn. Bao là gì? Bao là giống như nải nang, tức là nó không có bền với bao. Thì mình sẽ có hai lớp bao, lớp bao mà sáng bóng đẹp với lại lớp bao đường. Còn bao phim nó rất là mỏng, màng nó mỏng là polymer. Bao đường thì có 5 giai đoạn, học 5 giai đoạn là làm tăng khối lượng của viên bao nền. Rồi bao phim tức là bao đến khi nào mà được thôi. Còn bao đường là 5 giai đoạn ha. Rồi hết bao đường xong rồi mình tới bao phim phân biệt cái lớp bao, rồi tới bao viên tròn. Viên tròn là cái viên mà thường có từ dược liệu, và viên tròn chính là cái dạng hoạt cứng, tức là thuốc tể hoạt cứng hoạt mềm. Hoạt cứng hoạt mềm là người ta phân loại theo thể chất, nhưng mà người ta hỏi mạch hoàng là hoàng, mạch hoàng là tá dược dính của nó là gì, tức là trong cái viên tròn tá dược quan trọng là tá dược dính. Rồi mạch hoàng là hoàng, rồi thủy hoàng, hồ hoàng. Rồi, nhớ cái đó phân biệt, mấy cái đó sẽ điền hết, người ta phân loại như thế nào. Hoàng cứng, hoàng mềm, tức là khi sử dụng thì các chị các bạn phải nhai trước khi nuốt và uống nhiều nước. Mấy cái đó cũng điền luôn. Ta hỏi là dạng viên nào sử dụng, lưu ý gì. Giống như nãy là thuốc bột, là thuốc có sinh trải dụng cao, cao nhất trong những dạng thuốc rắn, và vì lý do là diện tích tiếp xúc lớn, mấy cái đó điền hết. Mấy chữ đó là sẽ điền. Còn viên tròn, ví dụ như viên tròn đặc điểm là người ta điền vô là hình cầu hoặc là nguồn gốc, là thường là hợp chất nó có nguồn gốc dược liệu. Mấy cái đó là sẽ có những cái câu liền. Rồi mình qua tới cái phần viên tròn rồi phải không? Rồi tới hệ trị liệu mới. Còn hai cái bài riêng đó là mình có cái bài thuốc đặc, thuốc ký vô và thuốc mỡ, thuốc mềm dùng ngoài. Thì cái câu chuyện là thuốc mềm dùng ngoài và thuốc đặc nó liên quan đến da. Chứ giờ đặc trước đi. Đặc đó là nó dạng rắn, đặc là nó rắn, chứ phải nghe nó thuốc đặc cái mình sợ nó chảy lỏng là không có, nó là dạng rắn. Khi nào đặt vào cơ thể nó mới chảy. Như vậy là yêu cầu của tá dược của nó là có nhiệt độ nó chảy rất là thấp, tức là nó khoảng dao động nó rất là thấp. Rồi vậy người ta hỏi là đặt ở đâu là tốt, thì nó có hai loại là đặt vào trực tràng là hậu môn và đặt vào âm đạo. Thì cái đặt vào âm đạo là tác dụng của nó tốt hơn cái đường uống, ta sẽ cho điền cái câu đó. Tức là cái thuốc nào là tác dụng mà một cái thuốc đặt vào âm đạo chấm 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 so với đường uống thì nó tốt hơn rất là nhiều luôn. Rồi cái đặt vào trực tràng thì đặt ở đâu là tốt, thì mình có cái tĩnh mạch trĩ, trĩ giữa, trĩ dưới, trĩ giữa, trĩ trên, thì phải đặt vô cái trĩ dưới, tức là cái giữa, để ở chính giữa, dưới với giữa là nó tốt. Mà đặt lên cao quá là nó đi qua bên tĩnh mạch cửa đi vào gan luôn là sai, cái đó cũng đẹp luôn. Vậy là tốt là mình nếu mà mình đánh á là nó nằm chính giữa, giữa dưới với giữa, còn thôi là đánh dưới ha, không đặt cao quá. Rồi bây giờ phân biệt chúng ta cái chất cứng. Đầu tiên đó là đạn cứng là cái hình dạng khác. Cái thứ hai là cái cấu trúc bên trong đạn nó cứng lắm, tức là cái cấu trúc bên trong nó cũng rắn chắc. Còn cái trứng nó là mềm, tức là cái tá dược của nó là thường là có hai loại thân dầu trong nước, nhưng mà thường là nó dùng gelatin, glycerin và nước, là nó rất là mềm luôn. Gelatin, glycerin và nước là thuộc cái đó. Rồi người ta hỏi là chứ bây giờ đặt vô á, ví dụ mình bị táo bón, mình bị tiêu chảy thì cái thuốc nó như thế nào, thì dĩ nhiên là làm giảm cái tác dụng của thuốc, giảm tác dụng liền. Kiểu bị táo bón tiêu chảy là làm giảm tác dụng của thuốc liền, nó ảnh hưởng đến cái động ruột á. Rồi
rồi mình qua cái bài tiếp theo là cái bài rút nghề dùng ngoài da. Thì dùng ngoài da mình có 3 lớp, dầu, nước dầu. Như vậy là người ta hỏi là nếu mà 3 lớp thì cái thuốc mềm nó có cấu trúc gì? Thì trả lời nó cũng có 3 loại luôn, dung dầu, mỏng dầu, dưỡng tường. Nha. Và chúng ta có, nếu mà phân loại cho dược điển, cái này điện nha, phân loại cho dược điển có mấy loại thì 4 loại. Cái người ta để 4 loại điện vô, kem, gel.